Tử vi tuổi Kỷ Hợi 1959, tháng 6 âm lịch. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tuổi Kỷ Hợi thường được mọi người yêu quý bởi sự thân thiện, tốt bụng và tấm lòng bao dung, độ lượng. Họ dễ dàng cho niềm tin của mình cho người khác, điều đó đôi lúc khiến họ thất vọng và tổn thương. Thế nhưng dù có phải trải qua nhiều nỗi buồn, phiền đau, khổ toái, tuổi Hợi mệnh mộc luôn đầy lòng trắc ẩn, sẵn sàng tha thứ cho lỗi lầm của người khác. Bên cạnh đó, họ là những người sống lạc quan, hết lòng vì mọi người xung quanh. Nếu như ai đó cần giúp đỡ, tuổi Hợi mệnh mộc sẽ không màng khó khăn, giúp đỡ hết mức có thể. Nếu không, họ sẽ cảm thấy có lỗi và ân hận với chính bản thân mình. Không những vậy, khi làm việc, tinh thần hăng hái, nhiệt tình của tuổi Kỷ Hợi cũng được mọi người đánh giá cao. Họ thường là người tiên phong trong những nhiệm vụ khó khăn, quan trọng. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát, cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Kỷ Hợi trong tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn, thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Kỷ Hợi sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào so với năm trước. Liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Phần tổng quan của các bác tuổi Kỷ Hợi trong tháng 6 âm lịch năm 2021. Người tuổi Kỷ Hợi 1959 là người khá bốc đồng nên dễ mắc sai lầm. Nếu có thể thận trọng, cân nhắc suy nghĩ kỹ hơn thì chắc chắn sẽ có được thành công. Các bác tuổi Kỷ Hợi thường thể hiện tình cảm trực tiếp. Họ chẳng ngần ngại gì mà thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình với đối phương. Nam mệnh thường đào hoa hơn nữ mệnh. Đường tình duyên của con giáp này khá bình ổn, không phải trải qua nhiều sóng gió, thăng trầm. Người này trọng chữ tín, sống phóng khoáng, có ơn tất báo, luôn giữ hòa khí với mọi người. Họ rất quan tâm chăm sóc tới bạn bè, nhiệt tình giúp đỡ người khác. Là mẫu người ngay thẳng, chính trực, không hay lo chuyện bao đồng, đôi khi tỏ ra lạnh lùng. Xem tử vi tháng 6 năm 2021 cho các bác tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Những gia chủ tuổi Kỷ Hợi sẽ cần cẩn trọng đường công danh, sự nghiệp. Nhất là các gia chủ đang theo con đường quan vận càng cần chú trọng, cần để ý các mối quan hệ xung quanh, tránh xung đột, mâu thuẫn có thể ảnh hưởng tới con đường quan vận của mình. Có điều các bác cần phải lưu ý hơn đến các mối quan hệ xã giao, nên dĩ hòa vi quý, đừng vì chuyện nhỏ mà phát sinh mâu thuẫn, cãi cọ với đồng nghiệp. Bản mệnh nên tập trung làm việc của mình, đừng lo chuyện bao đồng. Dù làm gì cũng nên thận trọng, từ lời nói đến hành động của các bác đều có thể gây ra mức ảnh hưởng khá lớn, thậm chí khiến các bác vướng vào rắc rối, phiền phức không đáng có. Kỷ âm thổ gặp âm mộc là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, gia chủ tuổi Kỷ Hợi sẽ dễ có được tài lộc, công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt. Nên trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần chú ý, cẩn thận, xảy ra những tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Nếu không cẩn thận có thể dẫn tới chia tay, các vấn đề nên cần ngồi lại chia sẻ rõ ràng, chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Đặc biệt năm 2021, thái tuế là Sửu. Để cho vận trình sức khỏe gia đạo được hành thông thuận lợi, thì Gia Cát khuyên các bác hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt kim bài thái tuế của kênh Phong Thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem nghề sử dụng cho các bác tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959.
Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, các bác hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài tài tuế của thầy. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của các bác tuổi Kỷ Hợi trong tháng 6 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Sự nghiệp của các bác tuổi Kỷ Hợi vẫn không mấy khởi sắc trong tháng 6 âm lịch. Các bác có thể bị tiểu nhân hãm hại, xem pha, khiến các bác khó có thể thể hiện được khả năng thực tế của mình, để lỡ mất cơ hội học hỏi, thăng tiến. Hãy hết sức giữ bình tĩnh, chờ nghĩ đến việc làm hại người khác, bởi làm vậy là có hại cho chính mình. Xem tử vi 2021, tháng 6 âm lịch, đường công danh sự nghiệp của các bác tuổi Kỷ Hợi không được thuận lợi. Bản mệnh hay thay đổi, không xác định được rõ ràng mục tiêu của mình. Hễ thấy khó khăn là dễ lùi bước, nên không đi được đến bước cuối cùng. Các bác thiếu sự kiên trì, quyết tâm, khiến cho công việc có phần bấp bênh, không được ổn định. Những gia chủ tuổi Kỷ Hợi cần phải xác định lại mục tiêu, phương hướng phát triển sự nghiệp của mình, nếu không e rằng sẽ chỉ dậm chân tại chỗ, thậm chí là đi lùi. Chớ nên đưa ra bất cứ quyết định nào vội vàng, cần để bình tĩnh để có lựa chọn sáng suốt nhất. Bước đường sự nghiệp càng khó khăn thì càng phải thận trọng hơn. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, Thầy Gia Cát khuyên các bác hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với các bác, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng cho các bác tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Theo tử vi tài lộc tuổi Kỷ Hợi năm 2021, tài chính của người tuổi này không có nhiều biến động trong tháng 6 âm lịch. Tuy nhiên, bản mệnh cần suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra những quyết định đầu tư, tránh tình trạng bị tiểu nhân hãm hại, xem pha, để lỡ một cách đáng tiếc những cơ hội để phát triển. Tháng này, các bác tuổi Kỷ Hợi đang có phần ưa hưởng thụ quá đà. Tiền bạc kiếm được không nhiều, không tiết kiệm, thì tiền vào nhà cũng như muối bỏ bể. Bản mệnh tiêu nhiều tiền cho những thói quen phù phiếm, những sở thích có phần hào nhoáng quá mức, không thích hợp với điều kiện hiện tại của bản thân. Đó là chưa kể đến chuyện công việc của tuổi Kỷ Hợi trong tháng 6 khá bấp bênh, thu nhập cũng không được ổn định, cứ mãi bóc ngắn, cắn dài, chắc chắn sẽ có lúc lâm vào cảnh đùng thiếu, nợ nần, vay mượn khắp nơi. Các bác cần phải lập kế hoạch tài chính cho mình, giảm bớt những chi phí không thích đáng. Cần phải nhìn xa trông rộng, để dễ dàng thỏa mãn bản thân mình mà về sau lại phải hối hận. Ngoài ra, trong thời điểm này, các bác tuổi Kỷ Hợi hãy sử dụng pháp khí của nhà Phật, Bát Bảo, Tâm Kinh. Pháp khí sẽ chiêu tài lộc, tăng may mắn, chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp sự nghiệp, việc kinh doanh, đầu tư được thuận lợi và phát triển rực rỡ. Đồng thời, pháp khí sẽ giúp các bác xua đuổi những vận xấu, ảnh hưởng đến công việc và con đường làm ăn trong thời gian sắp tới. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Đối với các bác tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, tình yêu và mối quan hệ vào tháng này cũng có thể tốt đẹp. Có thể các bác đã từng bước cãi nhau. Có thể các bác đã cãi nhau với bạn đời vì quá cứng đầu, nhưng các bác sẽ rất hợp nhau trong tháng này. Trong gia đình sẽ gặp một số xích mích to tiếng với con cái trong những việc học hành, chọn ngành nghề. Hãy lắng nghe nguyện vọng và mong muốn của con. Nếu mệnh cần tiết chế cảm xúc, chớ vì nóng giận mà làm hỏng mối quan hệ hiện tại. Những gia chủ Kỷ Hợi thường có ngoại hình khá đẹp và thu hút người khác giới, nên bản mệnh cũng dễ tìm thấy nhân duyên và có những mối tình khắc cốt, ghi tâm. Tuy nhiên, trong chuyện kết hôn, bản mệnh thường có suy nghĩ độc lập nên khó có thể có được hạnh phúc ở tuổi còn trẻ. Đặc biệt trong thời gian này, các bác hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Năng lực của tam hợp khí giúp các bác đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó tăng cường vận khí, đem lại may mắn, sức khỏe, hóa giải, tăng cường các mối quan hệ xung quanh các bác. Từ đó sẽ giúp gia đạo êm ấm, hạnh phúc mãi mãi. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Sức khỏe không phải là vấn đề mà các bác tuổi Kỷ Hợi quan tâm hàng đầu.
Các bác tuổi Kỷ Hợi vẫn giữ được cho mình tinh thần lạc quan, vui vẻ, dù có nhiều áp lực đè nặng lên vai. Tuy nhiên, các bác cũng cần tìm cách giải quyết sớm những vấn đề tồn đọng, tránh để đêm dài lắm mộng, có thể gặp phải sự cố, tai họa bất ngờ. Kỳ phong thủy gia cát nhắc nhở các bác tuổi Kỷ Hợi cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe cho thật tốt. Các bác có thể sẽ dễ cảm thấy mệt mỏi trong người, ăn không ngon, ngủ không yên. Có thể trên vai gánh vác quá nhiều trách nhiệm, áp lực dồn nặng khiến bản mệnh không thể nghỉ ngơi hợp lý, đầu óc lúc nào cũng trong tình trạng suy nghĩ căng thẳng. Các bác tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy gia cát sẽ khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các bác Kỷ Hợi sinh năm 1959. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành và đại kỵ trong tháng 6 âm lịch để các bác tuổi Kỷ Hợi có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng 6 âm lịch bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 6, kết thúc vào ngày 29 tháng 6, từ ngày mùng 10 tháng 7 đến ngày mùng 7 tháng 8 dương lịch. Tháng Ất Mùi, Nạp Âm, Sa Trung Kim. Tháng Mùi lục hợp ngọ, tam hợp mão, hợi thành mộc cục, xung sửu, hình sửu, hại tý, phá tuất, tuyệt sửu. Đối với người tuổi Kỷ Hợi trong tháng 6 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch 11 tháng 6, tức ngày 20 tháng 7 dương lịch, nạp sát, kỷ tỵ. Thứ hai ngày âm lịch 23 tháng 6, tức ngày 1 tháng 8 dương lịch, nạp sát, tân tỵ. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Kỷ Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên buông tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công, may mắn, thích công danh tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Đồng thời nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cát lành để các bác tuổi Kỷ Hợi tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể thực hiện công việc. Thứ nhất ngày âm lịch mùng 8 tháng 6, tức ngày 17 tháng 7 dương lịch, nạp giáp Bính Dần, nạp âm Lô Trung Hỏa. Thứ hai ngày âm lịch 20 tháng 6, tức ngày 29 tháng 7 dương lịch, nạp giáp Mậu Dần, nạp âm Thành Đầu Thổ. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi của các bác tuổi Kỷ Hợi trong tháng 6 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, các bác có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi đến hết chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù lộc tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân, xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, hãy đưa ra ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Mọi người đừng quên đăng ký kênh để cập nhật được những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Một lần nữa, xin được cảm ơn quý vị luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.